lá lốt có thể chế biến thành những món ăn hấp dẫn. Và từ loài lá dân dã này, hai em học sinh ở trường Trung học phổ thông Tầm Du, huyện Châu Thành A dành hơn một tháng để nghiên cứu biến lá lốt thành sản phẩm tốt cho sức khỏe, có thể sử dụng ở mọi nơi. Mẹ thì thấy vị của trà như thế nào? Dạ, sau khi mà em thử một ngụm trà thì em cảm nhận được là cái hương thơm nó nhẹ nhẹ. Sau đó thì có một chút vị chát của lá lốt. Sau đó thì có một vị ngọt nó lan tỏa trong cái vị giác của mình ạ. Đây là thành quả nghiên cứu biến lá lốt thành trà túi lọc của em Nguyễn Phan Nhật Hân và em Nguyễn Thị Kim Ngọc, trường Trung học phổ thông Tầm Vu, huyện Châu Thành A. Phát hiện tính dược liệu có trong loại lá dân dã này, hai em dành hơn một tháng nghiên cứu cách chế biến trà. Mỗi túi trà 1 gram như thế này dùng cho 200ml nước. Có giúp tụi em là có chuẩn bị máy sấy, rồi xong rồi thầy chuẩn bị cho tụi em túi lọc để tụi em khi mà xay máy xay nhuyễn rồi để tụi em xay rồi bỏ vô bột hoàn thiện sản phẩm. Trà túi lọc lá lốt hình thành qua các công đoạn lựa chọn lá, phơi lá, sấy khô và xay nhuyễn. Công đoạn khó nhất là sấy lá. Trong những lần đầu thực hiện, những khi trà khét phải bỏ cả mẻ. Không nản chí, các em tìm ra nhiệt độ thích hợp cho loại lá này. Bước này phải giữ nhiệt độ từ 80 đến 90 độ C trong vòng 30 phút để trà khô, giữ nguyên hương vị nhưng vẫn đảm bảo được dưỡng chất trong lá. Đây là công đoạn quyết định thành công của sản phẩm. Thành phần 100% là lá lốt, không thêm bất cứ nguyên liệu hay chất bảo quản nào. Do đó, sản phẩm hoàn toàn kế thừa những công dụng của lá lốt, làm ấm bụng, giảm đầy hơi, khó tiêu. Hỗ trợ chữa bệnh là nhiều hơn. Ví dụ như là hỗ trợ điều trị các cái loại bệnh như là đau xương khớp, bị hàn, tiêu hàn. Hiện tại trà túi lọc lá lốt đã đạt các chỉ tiêu kiểm nghiệm đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng an toàn trong sản phẩm. Sáng chế của các em có tính phổ biến khá cao vì cây lá lốt, cách chế biến đơn giản. Ý tưởng sáng tạo trà túi lọc từ lá lốt chất chứa khát vọng tươi đẹp của tuổi học trò, xã hội luôn trân trọng và tìm cách hỗ trợ các em.